ở Pháp thì được có cái là nhà cổ là rất là đẹp luôn của chú chị ha. Mấy kiến trúc này nè, nó xưa rồi nhưng mà nó vẫn để y chang vậy á. Nhờ vậy mà nước Pháp nó mới có những cái kiến trúc xưa cổ đẹp á cả nhà. Alex đâu mang túi bự quá vậy? Hả? Alex đâu mang túi bự quá, uống cà phê mà cần gì phải mang cái túi bự gì không? Để làm gì vậy? Hả Alex? Đi uống cà phê mà lại cần gì phải mang túi bự vậy hả? Mà coi cả nhà coi khùng không? Đi uống cà phê mà ngồi ngoài nắng nè, cả nhà coi nè đó. Ngồi ngoài nắng ngoài đường nè, đó. Nắng chang chang nè, cô chú anh chị thấy không? Trời ơi, Alexi ơi. Nè mấy người kia người ta cũng ngồi ở ngoài rất là nắng luôn đó nha. Ngồi rất là nắng ngoài đường luôn chứ không có thích vô trong mát. Không thích vô trong nhà cả nhà. Nắng dữ lắm luôn cô chú anh chị. Cà phê sáng tại Pháp của chú anh chị ơi. Nắng không thấy mặt Alexi ở đâu hết luôn. Hello thử rồi thấy không? Ê, thấy gì mờ mờ không à. Trời nó sao nó nắng quá là cả nhà con này Alex điên ngồi ngay cho mặt trời luôn cô chú anh chị. Mặt trời ngay đầu Alex luôn á. Ngồi ngồi ngay ánh nắng mặt trời tại vì trời lạnh đó cô chú anh chị không thích ngồi trong á, ra ngoài ngồi cho nó ngồi ngoài nhìn trời rồi đó, ngồi ngoài đường rồi đó cho nó mát. Ngồi đường cho nó mát. Rồi nó ngồi đường cho nó ấm đó cô chú anh chị. Tại vì có mặt trời đó. Cái này mà Liên không sức kem chống nắng là thấy bà luôn đó nha cô chú anh chị. Thấy vậy chứ ánh mặt trời nó chiếu vô chết luôn. Một buổi sáng yên bình tại Pháp, có gì anh chị thấy không? Trời mà vừa ấm ấm lên chút á, nhiều người ta ra ngoài ta uống cà phê đó, có chứ anh chị đi ăn uống cà phê đó ngoài đường nhiều. Anh ngồi uống cà phê anh lấy khăn của Liên quấn lên cổ rồi nè cả nhà. Ngồi ngoài trời nắng mà quấn khăn người ta tưởng bị điên á nha mập. Chỉ có ở Tây mới điên vậy đó, mới ngồi ngoài nắng uống cà phê vậy như mập vậy thôi chứ không ai điên nữa nha. Ở Việt Nam trời nắng người ta đi vô trong người ta ngồi hết rồi cả nhà. Ngồi ngoài nắng uống cà phê mà phải quấn khăn phải mặc áo khoác ngộ quá không. Ngồi ngoài nắng cho da có vitamin cả nhà. Chứ nguyên cái mùa đông rút ở trong nhà không á, trời mát á, trời lạnh á. Nên là không có vitamin. Ở Việt Nam mình ai dám ngồi ngoài nắng uống cà phê vậy cả nhà hả? Nắng dữ lắm á. Ta mấy người ta sợ nắng thì ta ngồi ở trong nhà. Liên với Alex mấy người này bị chắc cũng bị điên rồi sao ngồi ngoài nắng. Alex mua gì vậy? Mua gì ăn à? Trời ơi, anh uống cà phê xong rồi anh còn thủ thêm mấy cái bánh kẹo bắp đó coi chú anh chị. Kẹo bắp với tacos á, anh thủ đem về nhà anh ăn á. Bữa nay trưa không nấu gì hả? À, nghỉ nấu luôn á, anh mua vô đây đủ rồi anh nè cái nhà. Hai cái kẹo bắp, cái tacos của người Từ Kỳ làm á coi chú anh chị, của người Từ Kỳ á. Sống ăn ở đây đi chồng, nấu. Về nhà ăn hả? À, anh uống cà phê. 28 đồng hả chồng? 28 euro hai cái cây bắp với cái tacos với hai ly cà phê ấy của chú anh chị. Ở đây mà đi ăn ở bên ngoài á nhiều lắm cơ, nhiều á thì nói chung là nó cũng mắc hơn ở nhà mình nấu một chút thôi, nhưng mà kiểu như là không có thời gian á. Những lúc mình không có thời gian mà mình đi công chuyện hay mình đi này đi kia đó, mình
ghé mình mua luôn, mình về mình ăn luôn. Anh lấy xong chưa, ngồi đây ăn à, về nhà. Về nhà ăn thoải mái hơn à. Anh có đồ ăn của ảnh nữa cả nhà. Bữa nay Alex làm buổi chiều của chú anh chị. Buổi sáng Alex đi làm giấy tờ, buổi chiều Alex đi làm, cho nên nãy giờ đi làm giấy tờ xong về ghé ngang nhà, chỗ uống cà phê xong rồi Alex mua đồ về ăn, chứ không có ăn đây, liên tưởng Alex ăn đây chứ. Anh có đồ chơi đồ ăn của ảnh xong cái anh đi cả nhà ha. Hả, anh đi ha, anh uống cà phê xong cái anh mua đồ ăn buổi trưa cho ảnh, cái anh đi cả nhà. Trưa nay Liên đỡ nấu đồ ăn coi chú anh chị, đỡ nấu đồ ăn. Ha, Alex có đồ ăn rồi. Trời nắng quá. Đây, em đây, em đây. Anh có đồ ăn rồi, anh cầm anh đi rồi nha. Nãy giờ về nha, giờ về mà nấu đồ ăn nữa đó, không có kịp. Cô chú anh chị cũng cho Alex ăn bị gói rồi thôi à. Cho nên nãy giờ mua về xong rồi cái ăn cái Alex đi làm đó cô chú anh chị. Ôi cảnh sau lưng Alex đẹp quá Alex ơi. Cảnh sau lưng anh đẹp quá. Chứ không phải anh đẹp nha. Ok, hiểu không? Yes. Cảnh sau lưng đẹp chứ không phải anh đẹp nha. Quýt này đồng 6 1 kg. Đồng 6 1 kg thôi. À vậy. Bán trứng nè cả nhà, bài trứng ra mày đỏ không? Trứng gà. Trái cây. Đàn ông có tay thấy hương không cô chú anh chị đó. Đi chợ về xong bọn giờ phải lo soạn đồ ra kìa. Soạn đồ ra là đặt ăn mấy cái bánh, mấy cái tacos, cái bắp nãy mua đó cô chú anh chị. Rồi nó đi làm thôi. 11 giờ mấy rồi cô chú anh chị thấy không? Đó 11 giờ mấy, 1 giờ nó sẽ vô làm buổi trưa. Cho nên là giờ không có thời gian cô chú anh chị thấy không? Nếu mà giờ về mà còn nấu đồ ăn nữa rất là lâu luôn á cả nhà, không có giờ đâu. Alex ăn xong là tới khoảng 12 giờ rưỡi là Alex đi làm rồi. 1 giờ vô làm buổi chiều á. Buổi sáng đã xong, làm giấy làm tờ đi chợ rồi xong. Rồi về dọn đồ ra luôn. Hả? Ta có kìa đó. Cái bắp. À cái này đậu, cái này cứ bằng giống như đậu dán vậy của chú anh chị. Đậu dán đó. Bán 4 đồng 40 euro nè, nhiều lắm luôn á, cũng còn 2-3 ký. Này mua về xào ăn nè. Cái này kêu bằng đậu dán, Liên nghĩ là bên Việt Nam kêu bằng đậu dán đó cả nhà. 4 euro mà quá trời luôn. Nó bán một thao 2 euro. 2 thao là 4 euro mà 2 thao nhiều quá sorry hả? Nhiều lắm luôn á, này chắc cũng cỡ 3 kg. Bông cải, cái gì đây, dưa leo. Cái gì đây hò? Cái này quýt nè cô chú anh chị rất là ngon luôn. Mà nó bán một thao một bịch như vậy có 2 euro cả nhà. Liên cái trước Liên mua nè, cái trước mà Liên mua Liên lựa cân ký á, thì nó đồng 6 cân ký, nó lại mắc hơn cái sau của chú anh chị. Mà cái quýt này mới là ngon hơn nè, bởi vậy đi chợ là mình phải có thời gian. Chứ mình không có thời gian là mình đi gấp gấp quá là mình mua nó không có ngon đâu, tại nhiều người bán đó cả nhà. Nhiều người bán. Cái này Liên mua 2 đồng mấy nè, tại cân ký đồng 6 cân ký, còn cái này nó bán nguyên thao vậy có 2 euro cả nhà. Cái này ngon hơn. Nè. 4 đồng mấy 2 bịch. Đó, giờ rửa tay ăn đi Alex, ăn đi làm anh đỡ trễ. Liên chủ yếu là mê ba cái rau rửa của chú anh chị, rau để xào ăn thôi, mua nhiều nhiều để xào ăn. Đấy, nhiều khi ở bên nước ngoài là vậy cô chú anh chị ha, nếu mà đi làm giấy tờ là bắt buộc mình phải nghỉ nửa buổi rồi cô chú anh chị ơi. Tại vì sao, người ta làm giấy tờ đó cũng giống như mình,
cũng giống như mình đi làm thôi, cũng thứ hai tới thứ sáu á, cho nên nếu mà mình có làm giấy tờ là bắt buộc mình phải xin xin chỗ làm nghỉ nửa buổi hoặc một buổi vậy mình làm giấy tờ đó nha, chứ không là không có được. Thời gian mình đi làm ta cũng làm. Nó cho anh ăn vậy đi, đặng anh đi làm đó nha. Đó, khui cái ta có ta cho cô chú anh chị xem. Này là nhanh nhất, 7-8 đồng cái cô chú anh chị, 3 cái 24 đồng, với nãy ly như đã uống 2 cái 2 ly cà phê nữa, 4 đồng nữa 2 đồng ly, giờ gì cũng lên hết à. Hồi xưa cà phê có 1 đồng rưỡi, giờ 2 đồng. Này hồi xưa có 7 đồng, 6 đồng mấy, nói hồi xưa gì chừng năm trước rồi đó nha. Đó, cái này là tacos mà cô chú anh chị, tacos của người Từ Kỳ đó. Còn cái này là kebab, 8 đồng cái hết. Ok, Lexi ăn đi, ăn lại đi làm anh đây. Không cho Lexi ăn nè, Lexi làm cô chú anh chị. Hôm nay rất là nhiều việc luôn, buổi sáng đi nhiều việc lắm cô chú anh chị. Về còn ghé đi chợ nữa. Rồi, vài chút xíu về gửi đến cô chú anh chị ngày hôm nay của Liên với Alex. Đây là tacos nè cô chú anh chị, đó, ở trong nó có đầy đủ hết, thịt trù của cô chú anh chị, thịt trù với lại gì đó khoai tây được đó nha. Cái này là ăn nhanh là ngon nhất luôn, 8 đồng trái đó cả nha. Đây là cái bắp, bữa nay ông muốn làm cái bánh nó hơi bị cháy nên nó chi. Đây là cái bắp đó cả nha, này mấy người Từ Kỳ người ta làm thì ngon thôi. Nhìn rất là ngon, không phải giỡn đâu nha, nó sẽ ngon quá. Hôm nay Alex review món tacos cái bóc của người Từ Kỳ cho cô chú anh chị mình nè. Nãy em có mua mấy con cá, nãy em có mua mấy con cá về chiên nước mắm chồng. Có mua mấy con cá bạc má đó cô chú anh chị, để về chiên nước mắm ăn á. Lâu rồi Liên cũng ăn cá bạc má, Liên thèm. Giờ Alex ăn xong, Alex đi làm. Liên cảm ơn cô chú anh chị theo dõi video hôm nay của Liên với Alex nha. Liên quay chút xíu đi ghé uống cà phê, đi chợ rồi này kia sau khi làm công việc đó, quay cho chút xíu gửi đến cô chú anh chị. Liên cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha. Bye bye cô chú anh chị. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.